Ai là người đầu tiên phát hiện ra khủng long? Nhiều người sẽ nghĩ chỉ cần một người đào được bộ xương đầu tiên thế là xong. Nhưng câu chuyện thực sự phức tạp và thú vị hơn gấp nhiều lần. Khủng long là thứ được con người nhìn thấy từ hàng nghìn năm trước. Nhưng phải đến tận thế kỷ 19, nhân loại mới hiểu rằng mình đang đứng trước hóa thạch của một thế giới từng thống trị trái đất suốt hàng trăm triệu năm. Trước đó, một mẩu xương khổng lồ được tìm thấy chỉ đơn giản bị gán cho là xương của rồng, xương của quái vật hay xương của người khổng lồ. Con người đã nhìn thấy xương khủng long rất nhiều lần, nhưng không ai biết nó là gì. Người Trung Quốc cổ đại khi nhìn thấy những cái xương cong dài cả mét đã nghĩ ngay đến xương rồng. Người Hy Lạp thì nhìn vào những hộp sọ lớn với hốc mắt to rồi tưởng tượng ra một quái vật khổng lồ. Còn châu Âu thời Trung Cổ, mỗi lần đào được xương to là dân làng lại đồn đoán về rồng, về yêu tinh hay những sinh vật quỷ dị trong kinh thánh. Tất cả những ngộ nhận ấy kéo dài hàng ngàn năm, hàng trăm năm. Và điều kỳ diệu là dù không biết mình đang nhìn vào quái vật nào, con người vẫn cứ lưu lại những mẩu xương ấy như một bản năng mách bảo rằng có thứ rất lớn đang được chôn trong lịch sử của trái đất. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi nước Anh bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Việc đào đường, khai mỏ, làm đường sắt khiến người ta tiếp xúc với các tầng đá cổ xưa hơn. Trong những lớp đá ấy, lộ ra những cái xương to hơn cả chân người, những cái răng sắc như dao chặt, những đốt sống nặng đến mức vài người khiêng mới nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại buộc phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc. Sinh vật này là gì? Tại sao chúng lại to lớn đến thế? Và vì sao chúng biến mất? Đây là lúc nhân vật đầu tiên của câu chuyện xuất hiện, William Buckland, giáo sư địa chất tại Đại học Oxford, là người có thể xem như mảnh ghép đầu tiên của hành trình nhận thức về khủng long. Buckland là một con người kỳ quặc, nổi tiếng với việc sưu tầm mọi thứ và thậm chí ăn thử mọi loài động vật có thể. Nhưng bỏ qua tính cách kỳ lạ đó, Buckland có đôi mắt tinh tế của một nhà khoa học lớn. Ông nhìn vào những cái xương tìm được ở vùng Stonefield và ông hiểu rằng đây không thể là xương người, càng không phải là xương của bất kỳ loài nào còn đang sống trên trái đất. Năm 1824, ông công bố mô tả khoa học đầu tiên về một loài động vật khổng lồ mà ông gọi là thằn lằn lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một loài khủng long được xác định bằng phương pháp khoa học với mô tả, phân tích và kết luận rõ ràng. Đây chính là khoảnh khắc khủng long bước ra khỏi thần thoại và bước vào khoa học. Nhưng câu chuyện không chỉ có vậy, chỉ 2 năm sau, một bác sĩ tỉnh lẻ có tên là Gideon Mantell tiếp tục đẩy cánh cửa ấy rộng hơn. Mantell không phải là một vị giáo sư danh tiếng, cũng không có phòng thí nghiệm hiện đại, nhưng ông có niềm đam mê mãnh liệt với hóa thạch. Một ngày nọ, trong lúc đi thăm bệnh nhân, ông nhìn thấy vài mẩu răng hóa thạch nằm lẫn ở trong đống đá. Những chiếc răng ấy có hình dạng giống lá cây, hoàn toàn khác với răng động vật ăn thịt. Mantell lập tức nhận ra rằng đây là răng của một loài khổng lồ ăn thực vật, nhưng lại không giống bất kỳ loài nào từng được biết đến. Không ai tin ông, họ cười và bảo ông tưởng tượng quá nhiều. Nhưng Mantell kiên trì thu thập thêm nhiều mẫu vật, so sánh, phân tích và cuối cùng công bố loài mới mà ông đặt tên là Iguanodon. Đây là loài khủng long thứ hai được khoa học xác định. Hai khám phá quan trọng này khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Những bộ xương khổng lồ không đến từ rồng hay người khổng lồ. Chúng là dấu vết của những sinh vật cổ đại đã sống từ hàng chục đến hàng trăm triệu năm trước. Tuy nhiên lúc ấy, người ta vẫn chỉ xem những sinh vật đó là những loài kỳ lạ đứng riêng lẻ. Chưa ai nghĩ rằng chúng thuộc về một nhóm động vật hoàn toàn mới mà con người chưa từng biết tới. Và đây chính là lúc nhân vật thứ ba xuất hiện, người định nghĩa cả thế giới khủng long, Richard Owen. Owen là một nhà khoa học trẻ đầy tham vọng, nổi tiếng sắc sảo trong quan sát. Khi xem các nghiên cứu của Buckland và Mantell, Owen nhận ra hai loài này, dù trông khác nhau, lại có cấu trúc xương mạnh mẽ, chi chiếc khỏe, hông rộng và cột sống đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà chúng đều to lớn vượt trội. Owen kết luận rằng chúng thuộc về cùng một nhóm, một chi họ hoàn toàn độc lập với một loài bò sát từng biết. Năm 1842, Owen đặt tên cho nhóm này là những loài thằn lằn khủng khiếp. Từ Dinosaurus chính thức ra đời, mở đầu cho thời kỳ bùng nổ nghiên cứu khủng long trên toàn thế giới. Từ khi Owen đặt tên, khủng long không còn là vài mẩu xương kỳ lạ nữa, mà trở thành một bức tranh lớn về cả một thế giới đã biến mất. Điều thú vị là khi khoa học đang tiến bộ nhanh chóng, thì người dân lại phản ứng theo một cách rất riêng. Khi nghe mô tả về những con quái vật khổng lồ từng sống ở Anh, công chúng tò mò đến mức các nghệ sĩ thời đó quyết định dựng mô hình khủng long ở công viên Crystal Palace, London. Vâng, công viên này có tên trùng với câu lạc bộ Crystal Palace. Đó là lần đầu tiên loài người nhìn thấy hình ảnh khủng long bằng xương bằng thịt. Tuy những mô hình ấy ngày nay bị xem là sai lệch, khi thì dựng nó đứng thẳng như con gấu, khi thì lại giống một loài kỳ đà bị phù nề. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính những mô hình đó đã khiến cả nước Anh phát cuồng về khủng long. Và từ đó, nhu cầu đào hóa thạch tăng mạnh, kéo theo sự ra đời của hàng loạt viện bảo tàng và những dự án nghiên cứu lớn. Nếu phải trả lời một câu hỏi ngắn gọn,
ai đã phát hiện ra khủng long thì câu trả lời chính xác nhất là không phải một người. Khủng long được phát hiện bởi cả một chuỗi trí tuệ nối tiếp nhau. Buckland là người mô tả khủng long đầu tiên. Mattel mở rộng bức tranh phát hiện của mình và Owen là người ghép những mảnh ghép đó lại, nhìn ra toàn nhóm, đặt tên cho chúng. Nếu không có một trong ba người trên thì có lẽ là khủng long đã không tồn tại, không được hiểu như ngày hôm nay. Tầm quan trọng của việc nhận ra khủng long không chỉ nằm ở việc đặt tên cho loài động vật to lớn này. Nó khiến nhân loại đối mặt với một sự thật rằng trái đất có lịch sử dài hơn nhiều so với những gì chúng ta từng tin và tưởng tượng. Những bộ xương nằm sâu trong các tầng đá chứng minh rằng thế giới từng trải qua những kỷ nguyên bị xóa sổ và sự sống không ngừng biến đổi. Mỗi hóa thạch khủng long là một thông điệp rằng trái đất đã từng là sân khấu của những sinh vật không giống bất kỳ thứ gì còn tồn tại. Điều đáng tiếc nhất trong lịch sử khoa học đôi khi không nằm ở những thí nghiệm thất bại, mà nằm ở số phận những người đã thắp những ánh sáng đầu tiên. Và ba gương mặt khai sinh ngành cổ sinh vật học hiện đại, William Buckland, Gideon Mantell và Richard Owen, dường như đều không thể nhận được những cái kết có hậu. William Buckland, người đầu tiên mô tả hóa thạch khủng long một cách khoa học, từng là một ngôi sao sáng của Đại học Oxford, dí dỏm, lập dị, ăn đủ mọi loài động vật trên đời và có trí tuệ sắc bén đến mức ai cũng phải nể. Nhưng càng về cuối đời, bộ óc từng sắc như dao mổ của ông lại dần bị phủ sương mù của bệnh tâm thần. Ông mắc chứng rối loạn lo âu và hoang tưởng nặng, phải sống trong bệnh viện tâm thần nhiều năm cho đến khi qua đời. Gideon Mantell thì lại mang số phận của một thiên tài bị lãng quên. Ông là người phát hiện ra một trong những khủng long đầu tiên được khoa học công nhận, nhưng cuộc đời riêng ngập trong cô độc. Vợ chồng rạn nứt vì ông quá đam mê hóa thạch, con cái lần lượt rời xa, phòng khám bác sĩ thì ế ẩm, nợ nần chồng chất. Chưa dừng lại, một tai nạn xe ngựa khiến cột sống của ông bị tổn thương nặng, gây đau đớn trong nhiều năm. Đến cuối đời, Mattel sống lặng lẽ trong căn phòng chất đầy hóa thạch, đau đến mức phải dùng cả thuốc phiện để chịu đựng. Ông qua đời không kèn không trống và chớ trêu thay, phần cột sống bị biến dạng của ông sau đó được bảo quản trong bảo tàng giống như một cổ vật mà cả đời ông đã theo đuổi. Chỉ có Richard Owen, người sắc bén và đầy tham vọng, là có một cuộc đời dài lâu và hưởng nhiều vinh quang. Ông là thiên tài trong việc sắp xếp, phân loại và là người đặt ra từ thằn lằn khủng khiếp mà chúng ta vẫn gọi là khủng long. Ông được nữ hoàng Victoria trọng vọng, được giao xây dựng một bảo tàng ở London, đó là bảo tàng lịch sử tự nhiên, di sản vẫn còn sừng sững đến ngày nay. Nhưng phía sau hào quang ấy cũng là vô số tai tiếng. Owen bị đồng nghiệp xem là kẻ kiêu ngạo hay chiếm công người khác, đặc biệt là nỗ lực hạ thấp những người khác để giành lấy sự công nhận. Giới khoa học Anh thế kỷ 19 gần như đồng thuận rằng ông là thiên tài nhưng cũng là nhân vật khó ưa nhất ở trong cộng đồng. Và chính ở đây, lịch sử trở nên nghịch lý. Người chịu nhiều đau đớn nhất lại có công lớn nhất, người thành công nhất lại mang nhiều vết nhơ nhất. Nhưng bất chấp cuộc đời mỗi người mang các số phận khác nhau, mỗi người vẫn chìm vào bóng tối của tâm trí. Người thì chết trong cô độc, người thì sống trong ngờ vực của danh tiếng, thì họ vẫn là ba trụ cột dựng nên nền móng của ngành cổ sinh vật hiện đại. Từ những viên đá họ nhặt lên, những di chỉ họ miệt mài lật dở, đến những bộ xương họ cố gắng ghép lại dưới ánh nến, cả thế giới ngày nay mới có thể hiểu về một kỷ nguyên thống trị của khủng long kéo dài hơn 160 triệu năm. Lịch sử khoa học đôi khi vận hành như vậy, những người mở đường luôn trả giá, nhưng nhờ họ, nhân loại mới nhìn thấy xa hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.